Sở thích đây là câu chào người phụ nữ, nhưng mà bởi vì chắc là mình nghe nhiều bài mình sẽ rất ấn tượng câu nói này. Ghét là mình mới từ một trở về Thái xong, tổng kết thì mình nghĩ là chuyến du lịch cũng chấp nhận được. Nói chung là mình không có ấn tượng của cảnh quan của bên Thái Lan lắm, nhưng mình rất ấn tượng về yếu tố con người của bên họ, thực sự là rất là tuyệt. Thì chuyến đi lần này thì nó cũng không mang nhiều mục đích về đi vì cả mù lắm, mà mang tính chất là đi du lịch nhiều hơn. Là mình không nghĩ đi Thái là khó mặt tài chính hay là mặt thủ tục, chắc chắn là mình sẽ quay lại Thái ở một thời điểm nào đó, nhưng mà không phải là gần năm tương lai. Thì như bạn mình sơ qua là đi Thái thế nào, thường như bạn nói về đi Thái thì nó sẽ có hai điểm: một là bạn đi đến trại Bang Pong, hai là bạn đi chợ Chao Phraya. Mình thấy thường thường là như thế, trại Bang Pong này nó cách khoảng tầm 40-50 cây so với Bangkok. Chao Phraya thì gần thôi, nó bạn có thể đến được bằng MRT là tàu điện ngầm, hoặc là BTS thì là tàu trên không, thì đến trạm mo chít hết. Nói chung là nó rất là dễ 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 tìm, không bằng thuê taxi hoặc là đi túc túc thì nó cũng đều đơn giản cả. Thì cũng vậy, khi bạn các bạn chuẩn bị như mình, nhiều lần mình chỉ đi chợ thôi, mình không đi trại. Mình hiện đấy mình du lịch mà. Thì có một vài điểm mình lưu ý khi bạn đi chợ, thì khi bạn như mình khi đi chợ thì mình cũng đi tìm cái bản đồ bản điếc, thấy là nó ghi là section 9, 10, 11, 12 gì đấy, nó bảo là một khu vực quét cái này nọ, mà chắc khi đến đấy thì nó không phải. Mình thấy ở trong chợ Eo Tát, cái chỗ mà loanh quanh là khu bản khu đồng hồ, thì nó chỉ có bán quần áo linh tinh, nó quần áo thì rách, nó không có gì cả. Nhưng mà đấy thì nếu mà bạn muốn đi đến khu vực cá mú ấy, đỡ mất thời gian đi một vòng như mình phải trả, thì bạn đến gate 2 bạn tiếp tục bạn đi thẳng, là đến cái ngã tư thì bạn rẽ bên tay trái, thì nó ở trên cái đường Karem 2 4, thì là cái khu vực pet nó sẽ cạnh cái dây dây mô, chứ không phải ở nằm trong quanh quanh cái tháp đồng hồ ở chợ Chao Phraya đâu. Một điểm nữa là mình đi cả vào thứ năm vào chủ nhật, thì mọi người cứ nhiều người trên mạng cũng bảo là cuối tuần đóng cửa hay gì, chứ không phải. Mình hỏi người bán cá ở đấy, người ta cũng bảo là thứ hai họ đi làm, người ta bảo là trên mạng người ta bảo là thứ hai là nghỉ. Mình có hỏi anh hay đi chợ cá, thì anh ấy bảo là đi thứ bảy là tốt nhất. Còn cái cuối cùng là mấy bạn đi thì trên đường bạn mua kiểu đi tạt qua đấy, trên đường đi xem cá mú phụ kiện, thấy gì hay quá thì nên mua luôn. Thì mình thấy một điểm là người Thái người ta không không nói thách, đấy nó là tốt. Mình từng phải chạy ngược lại vòng vòng chợ vì một cái lóc sủi mình nghĩ là chỗ khác nó sẽ bán, chắc là không phải đấy. Thì đấy là về chợ cá. Còn cái nữa là mục đích cái loại Seri Chu Vi này, đầu tiên mình không nghĩ là nó sẽ phát triển như bây giờ. Cái Seri là mình mang chất là cộng đồng chia sẻ đến nơi mình đặt chân đến. Còn nếu bạn nghĩ mình làm clip này để Hawaii hay là để ăn mấy cái like hay là view thì sai, vì mình chả được lấy lời lộc gì cả. Làm cái này rất mất nhiều thời gian, nhưng mà cái này mình thích làm clip như này. Hầu hết các bạn mình làm kiểu này thì mình được làm khoảng 80 con cá thôi. Và tuy clip này nó quay nó mang tính chất là một cái kiểu snapshot một cái thời điểm nào đó về cái chợ, nhưng mà nó sẽ cho mọi người một cái idea gì ấy là cá như nào. Không phải cứ mọi người cứ xem ảnh Facebook toàn xem cá xịn, xong rồi phân biệt cả tàu với cá Thái rồi mà không hiểu bản chất con cá nó là như nào. Và một cái điểm nữa là sẽ update hơn, là bắt đầu cái clip này mình sẽ sử dụng phụ đề tiếng Anh, vì mình biết một số bạn Malaysia từng search clip mình đi sinh, và cũng là một cái cách nào đấy. Mình nhận thứ nhất là nó là chia sẻ thôi, vì trước khi đi đâu mình cũng tìm hiểu, nhưng mà thực chất là mình thấy chả ai làm hẳn một cái clip mà hỏi đi như nào. Mình cần đang chia sẻ của cộng đồng đang chia sẻ nó cũng kém. Hãy bắt đầu từ clip một là sân bay, mọi người đang xem những mình hoàn toàn chu view luôn, và mọi người sẽ tiếp tục được nghe nhạc Sơn Tùng MTP và bài ca quê hương ở đấy. Đây là đang ở phòng chờ chuẩn bị phần tiếp theo của Sơn Tùng Chu View mình chọn lại sẽ được chọn nước khác để vào đó vòng quanh này mình thả cho biết. Thì hiện tại tôi đã ngồi chờ, mong muốn nhất là thủ đô năm giờ này không được không bị y chang, nên mong muốn là được tập được tìm những nhiều thủ tục
tượng chẳng hạn. Cá thì vọng thì cũng có lần cho mình thấy một kiểu sao khi là hơi kinh hơn một tí, chứ không nặng nề quá. Mang gì về là gì không ngoài nhà được một mình biết là phẩm kiểu đấy. Trời ơi, giờ đi đầu tiên ghét hai. Bạn xin cái bản đồ đây à? Có. Anh hỏi với người khác này, bản đồ. Ma. Kim Ba Mê San, game number one, game one. Cái này khóc. Ma khủng đấy. To lắm. Đây đẹp này. Màu lên đậm đấy. Hạt. Cá 20 bạn một con, được phết, vô một lốc. Cá giống à? À đó là Artemia. Artemia là bán riêng.
Trời mà lát quá. Cá đĩa được hẳn nhà riêng cho ấm. Còn cá đĩa được hẳn cái nhà riêng ngồi đợi cho ấm. Hết vẹo hay sao ấy. Anh hơi thất vọng một chút nhưng mà đấy bọn đấy mới là bọn đấy là con người soft body á, anh nhìn nào ngắn hơn. Bọn đấy gọi là con gì? Em cũng biết rõ tên Omera gì đấy. Em gọi con chó ta được là quần tài. Con này còn chó ta đâu? Hay là ai xem cái thùng kia đấy? Rồi không đẹp bằng cái chỗ của thằng kia nó dẫn lần đầu đâu. Thật lòng anh không nhìn thấy có gì, chỗ là hai hai một chút. To này em. To không tuyệt. Polka dot đấy. To không tưởng. Mấy con thấy con nhà mình bé quá. À đây rồi. Mọi người đẹp quá này. Nhìn em muốn mua ngay lập tức luôn. Con như thế này. To như thế này. Rồi. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về.